Tối ngày 9 tháng 7 năm 2023, Tăng đoàn Chùa Giác Ngộ đã trang nghiêm thiết lễ quy y Tam Bảo cho 617 thiện nam tín nữ hữu duyên, gieo thêm hàng quyến thuộc Bồ Đề, ngõ hầu làm xương binh chánh pháp. Chứng minh tham gia lễ quy y có Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì Chùa Giác Ngộ, chư tôn đức trong tăng đoàn và 617 Phật tử tín tâm quy y ba ngôi quý báu. Mở đầu cho lễ quy y, Thượng tọa trụ trì hoan hỷ với công đức quy ngưỡng ba ngôi tâm linh cao quý của các Phật tử. Thượng tọa tin tưởng đây là nhân duyên lành huân tập trong nhiều đời. Quay về nương tựa ba ngôi cao quý sẽ mở ra cánh cửa tâm thức mới cho hành trình trải nghiệm an vui, hỷ lạc hiện tiền đối với mỗi người con Phật. Khóa lễ quy y Tam Bảo tiếp tục diễn ra với thời kinh Người Áo Trắng. Qua lời kinh mầu nhiệm này, quý thiện nam tín nữ sẽ hiểu được nền tảng đạo đức của một người Phật tử cần làm, giúp tránh được những điều nguy hại cho bản thân, tránh đi theo vào con đường tà đạo. Sau thời kinh, dưới sự hướng dẫn của tăng đoàn, 617 Phật tử đã đồng thanh xướng lời thọ nhận tam quy ngũ giới và cam kết trì giới như Pháp, từng bước trở thành những người hữu ích cho đạo Pháp và xã hội. Nối tiếp đó, một thời pháp thoại ngắn đã được Thượng tọa Thích Nhật Từ dành tặng cho các Phật tử hữu duyên vừa thọ nhận ngũ giới tại gia dưới mái già lam Giác Ngộ. Theo đó, Thượng tọa trao truyền những lời nhắc nhở về giá trị sống chuẩn mực dưới vai trò là một người tử tế đến các Phật tử hiện diện. Từ đây, mở ra những chiều sâu nhận thức mới, vun bồi thêm giá trị, đạo đức cho tự thân mỗi người Phật tử tại gia. Hôm nay mình có cơ duyên được quy y Chùa Giác Ngộ dựa vào một người bạn có chia sẻ cái ngày quy y hôm nay ở trên Facebook. Thì cũng vô tình là mình thấy được cái bài đấy, mình mới đăng ký. Thì trước giờ mình cũng đã đi chùa từ năm 2009 đến giờ, nhưng mà đó chỉ là những buổi sinh hoạt bình thường, tối đi chùa đọc kinh. Rồi đến bây giờ thì mình mới cảm thấy là bản thân có cơ duyên được đăng ký quy y ở đây, thì với mong muốn là cầu cho cuộc sống sẽ bình an, nhiều thuận lợi trong tương lai hơn. Bản thân chúng ta khi sinh ra ở là một con người thì chúng ta sống đến bây giờ khỏe mạnh cũng dựa vào nhiều phước đức có sẵn. Nhưng nếu như mà chúng ta không tích góp tạo phước thì những thứ đó sẽ dần dần mất đi. Nên là mình cũng muốn dựa vào một điều gì đó có duyên với Phật Pháp, học hỏi, trau dồi, rèn luyện bản thân để một ngày tốt hơn nữa. Hôm nay thì em được biết đến chùa mình có tổ chức cái buổi quy Tam Bảo với cái nguyện vọng là em muốn được tham gia và trở thành Phật tử. Em muốn học được những điều tốt và làm những cái việc tốt, với lại mang lại sự tích cực cho bản thân và truyền những cái năng lượng tốt cho mọi người. Kết thúc buổi lễ quy y, các Phật tử đồng tỏ bày sự hoan hỷ với lòng biết ơn và ý thức cao độ giữ gìn các giới vừa thọ nhận. Có thể nói rằng, khóa lễ quy y Tam Bảo tại Chùa Giác Ngộ đã mở ra nhiều cơ hội để tiệm cận với Phật Pháp của không ít đồng bào Phật tử hữu duyên. Qua các khóa lễ này, cộng đồng Phật tử Việt Nam được kết nạp thêm nhiều những thành viên mới. Với niềm tin và trách nhiệm, chắc chắn rằng đạo Pháp từ đây sẽ xương minh, thiền môn sẽ từ đây hưng thịnh. Nhận thấy những cái lợi lạc mà đạo Phật mang lại, cho nên là tôi đã phát tâm là mỗi tháng độ ít nhất một người. Thì cũng như tháng trước tôi đã độ được một em học sinh. Rồi hôm nay thì cũng vậy, tôi đã độ tiếp một em học sinh đến quy Tam Bảo. Chữ quy Tam Bảo tức là chúng ta quay về và nương tựa ba ngôi tâm linh quý báu, đó là Phật, Pháp, Tăng. Thì dựa vào ba ngôi tâm linh này thì bản thân chúng ta sẽ sống tốt hơn, hoàn thiện được hơn về nhân cách. Và thông qua cái việc quy Tam Bảo thì chúng ta cũng có thể kêu gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp hãy về chùa và chúng ta lần lượt để mà dẫn dắt từng người thân, bạn bè chúng ta
lần lượt trở thành đệ tử của Đức Phật để chúng ta nhận thấy và lan tỏa được cái giá trị lợi lạc mà Đạo Phật mang lại